Thời gian gần đây, nhiều anh em chơi gỗ ở Hà Nội có nhắn tin hỏi bên mình là có gỗ Ngọc Am chuẩn Hà Giang không? Mục đích là muốn để vào các cái vị trí cho nó thơm như là xe ô tô, bàn làm việc hay tủ quần áo. Nên là sau nhiều tháng nhờ các cái đầu nguồn ở trên Hà Giang tìm, thì hôm nay mình có tìm được một cái phôi gỗ Ngọc Am Hà Giang để giới thiệu với các bạn nhé. Và cái phôi Ngọc Am Hà Giang này mình sẽ chẻ ra để làm cái túi thơm để phục vụ các anh em. Các cái túi thơm này thì được xẻ từ cái phôi gỗ mà cực kỳ nhiều tinh dầu nhá. Phôi tuy nhỏ thôi nhưng mà nặng hơn 1 kg, xẻ ra thì hương thơm cực kỳ là ngọt ngào nhá, thơm hết cả xưởng luôn. Và nhất là lúc mà chẻ thành những cái thanh nhỏ như này thì cái tia dầu ra là còn sẫm cả cái mặt gỗ, tỏa ra một cái mùi hương rất là nồng ấm, thân quen với tất cả những người mà đã biết đến cái loại gỗ Ngọc Am Hà Giang. Và túi thơm này thì vừa có thể treo xe ô tô, để hộc cửa, để bàn trà, bàn tiếp khách, phòng làm việc cũng như là phòng trà thì thực sự là quá tuyệt vời, rất hợp luôn. Và số lượng thì rất có hạn các bác nhé, số lượng không có nhiều đâu. Nếu như ai thực sự yêu thích cái mùi hương Ngọc Am Hà Giang này thì chắc chắn là nên sở hữu một lần trong đời để cho biết nhé.